Bây giờ là tháng 10 và chúng ta cũng đang bước vào thời điểm cao điểm của mùa mưa bão của các tỉnh thành ở miền Trung. Và theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật đến 7 giờ sáng nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 270 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên đến cấp 6, giật cấp 8, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Theo đó, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 12 đến 17 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 117 độ kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.